Thực hiện cao điểm xử lý, trong buổi sáng nay 13 tháng 5, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục tiến hành xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, ba tổ công tác của ban chỉ đạo đã xử lý các vi phạm về trật tự đô thị như chiếm dụng vỉa hè của các cửa hàng kinh doanh trên phố, đồng thời tập trung xử lý các bãi xe vi phạm về trông giữ trái phép, trông giữ quá diện tích được cấp phép. Quá trình xử lý, nhiều chủ bãi xe đưa ra những lý do để biện minh cho lỗi sai của mình, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý. Tại thời điểm lực lượng công an quận kiểm tra thì anh đang sử dụng là 146m2 trên 136m2 theo giấy phép, là anh đã chiếm dụng quá 10m2. Chỉ tính từ cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới nay, các tổ công tác của Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã xử lý được 955 trường hợp, tổng số tiền phạt gần 500 triệu đồng. Quá trình xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường việc nhắc nhở, tuyên truyền đối với những cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn quận về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị trên địa bàn. Hôm nay thì là đã kiểm tra 9 bãi xe, nhắc nhở 2 bãi xe và xử lý 7 bãi xe. Thì các bãi xe thường là vi phạm là trông là quá diện tích, có trường hợp bãi xe là không phép. Cái địa bàn quận Hoàn Kiếm này là diện tích nó nhỏ, mật độ dân cư thì rất là cao, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cuối tuần thì có phố đi bộ, cái lượng người đổ về nhiều nên cái chỗ để xe là hạn hẹp, khó khăn trong quá trình của anh em xử lý về trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo 197 quận sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, xây dựng quận Hoàn Kiếm sáng, xanh, sạch, đẹp trong suốt quá trình diễn ra SEA Games 31 trên địa bàn thành phố.